Xin chào các bác. Nhiều bác đang có nhu cầu lắp đổi một ô tô nhưng vẫn còn đang phân vân giữa hai dòng đề can là đề can trung cấp và đề can cao cấp. Nó khác nhau như thế nào? Thì ngày hôm nay em sẽ cho mọi người xem điểm khác nhau cơ bản nhất giữa đề can cao cấp và đề can trung cấp nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đến với một chiếc xe được dán đề can trung cấp. Như mọi người có thể thấy là sau thời gian sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm, khi bóc lớp đề can trung cấp này ra thì sẽ bị hiện tượng đó là nhả keo rất là nhiều. Đây. Nếu như mà chúng ta không bóc ra hoặc là xử lý cái lớp keo này đúng kỹ thuật thì rất dễ là gây ảnh hưởng xấu đến lớp sơn zin của chúng ta, gây mất thẩm mỹ. Còn ở bên này đây là một chiếc mẹt E250 được lắp đề can cao cấp. Sau khoảng thời gian sử dụng cũng tầm 3 năm rồi thì chủ xe đã quyết định là bóc bỏ và đổi sang màu khác. Và đây mọi người có thể quan sát trên cái phần lăng capo này, nó rất là khác biệt so với đề can trung cấp bên kia. Cái việc bóc bỏ ra thì hoàn toàn dễ dàng và không hề để lại keo, cũng như là không ảnh hưởng đến lớp sơn zin của xe. Đây, mặc dù mọi người tình thấy là lớp ni lông và để bảo vệ lớp màu này nó bị bong hết ra rồi, nhưng mà lớp đề can bóc ra thì vẫn rất là dai. Ngoài việc giá cả cao hơn này, có nhiều màu sắc hơn này, thì đây là cái điều mà mình thấy là khác biệt nhất và đáng tiền nhất giữa đề can cao cấp và đề can trung cấp. Tùy theo nhu cầu và thời gian sử dụng của mỗi người, em chúc các bác có thể lựa chọn được gói đề can phù hợp với bản thân mình.